thì mẹ cứ ao ao làng ấy, thằng ỉa bơi đằng trước ỉa cứt lỗi, thằng đằng sau gạt bơi. Bình thường ao làng bọn tôi thế mà, nhưng mà vẫn ra gánh nước, xong là cả làng ra, vẫn ra gánh nước về như là ăn. Không, làng tôi là có cái giếng làng khác, giếng làng không ai ấy được vào đấy, không ai bẩn vào đấy, còn ao làng tắm nó khác. Nhưng mà giếng làng khác, giếng làng thì thường hay ở đình, mà tắm ở gần bờ thì những cái ao ấy thì lắm đỉa. Ui trời, lưu vậy đỉa rồi, cha mẹ thế rồi nó cắn lắm, nó cũng chán. Thật, có sợ gì đỉa đâu, ngay chưa đỉa đốm nó nhiều. Lúc đó anh chỉ có nghĩ miếng ăn đâu mà khổ. Đi bơi có đéo đâu, cái cây chuối là chặt lấy buồng hay là chặt khúc ra vứt xuống thì ôm cái chuối tập bơi. Phao đấy, phao ấy, đeo có cái phao với lại cái gì mà cái can làm gì có bây giờ. Làm việc có can. Có cây chuối chặt ra mà ngày xưa là cũng thằng khúc để làm để tập ôm để bơi. Ngày xưa nó không có đồ nhựa mà ngày xưa là nó chỉ có đồ thủy tinh thôi, chai lọ là bóng đèn là thổi bằng thủy tinh hết. Thời thời một khác này. Dân nó cũng ngu, dân nó ngu. Lúc bây giờ thứ nhất là dân trí nó thấp. Dừng ngu phải. Không phải. Thứ hai nó là vì kinh tế nó đói khổ quá. Cái lối mỹ miều hơn. Không phải, ông phải hiểu là kinh tế nó đói khổ quá. Thì tôi nói lúc bây giờ là giờ dành cho chiến tranh chứ. Bao nhiêu dồn vào chiến tranh hết thì ở quê nhá là mẹ bố nó gọi là cái lệnh là gọi là thóc không thiếu một cân mà quân không thiếu một người, nghĩa là thuế đấy là phải đóng đầy đủ để đưa ra hậu phương. Chơi trò chơi mẹ dại, anh có biết là chơi khăn không? Tao hiểu mất.